người nào cũng được, em thích người nào. Em hỏi anh trước nhá. Từ đầu chương trình đến giờ em thấy anh khá là im lặng ấy, thì anh có đoán được là em sẽ tỏ tình với anh không? Thực ra thì cũng chút chút. Nhưng mà thực ra không phải anh im lặng bởi vì là anh đoán được em tỏ tình anh, mà là anh cứ mở mồm ra là mấy cái con người này nhảy vào mồm anh. Anh có bất ngờ khi em vào đây không? Cũng có, nhưng mà cũng một phần là anh đoán được là em sẽ lên. Bởi vì là trước đó thì anh với Linh cũng gặp nhau một lần rồi đúng không? Đấy cũng là lần đầu tiên mình gặp nhau, cũng mà buổi duy nhất hôm đấy, và lần này là lần thứ hai. Hôm đấy là một buổi đi cà phê, hôm đấy có cả Nhậm luôn. Thì ấn tượng đầu tiên của anh về em, thì em vừa xuất hiện em là một cô gái khá là năng động và kiểu vui vẻ ấy. Lúc nào cũng vui tươi, rất là năng lượng. Và khi nãy khi mà em xuất hiện ở đây thì em cũng làm một cái không khí năng lượng rất tích cực để cho mọi người cảm thấy hào hứng hơn. Đấy, mọi người hào hứng này, cô đi rồi là Lục Huy hào hứng quá đấy, anh có nói được gì đâu. Hôm nay một cô gái như thế nào sẽ khiến anh rung động? Để mà nói một cô gái như thế nào khiến anh rung động, anh cũng không biết về cái khái niệm đấy của anh như thế nào nữa. Anh chỉ biết lắng nghe trái tim anh thôi. Và đây anh đang ngồi đây để xem là liệu rằng Linh ngày hôm nay có làm cho anh rung động được không. Thực ra em muốn nói là anh đi đâu ấy thì đi cẩn thận vào, chứ anh đi vào tim em mất rồi. Ê, sao em lên chương trình em toàn ăn thính rồi vậy? Đâu, thính đâu, đây là từ trái tim. Thực ra thì em cũng rất là run khi đứng trước mặt anh. Và em phải dồn tất cả những cái mà sự mạnh mẽ nhất trong con người của em bay vô đây gặp anh. Và từ nãy đến giờ em phải cố giữ bình tĩnh để đứng ở đây để nói với anh những cái lời như thế này. Em có muốn một cái ôm để giữ bình tĩnh không? Nghe. Đó. Đi lên. Em có nói là em học ngành tâm lý đúng không? Trong ngành học của em có một cái đấy chính là sinh trắc vân tay. Thì từ đấy có thể biết được con người mình như thế nào, tính cách mình ra làm sao. Anh có muốn em xem cho anh không? Trước giờ thì anh không bao giờ anh xem bói hay xem cái gì trước cả, nhưng mà ok, ngày hôm nay em là người đầu tiên. Thực ra ấy, đây không phải là xem bói đâu, đây là khoa học ấy. À. Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây. Có giấc mơ lạ lạ. Em mượn tay kia của anh. Cho ký ức. Tiếng nào sao cầm tay anh run đấy. Thực ra thì xem vân tay của anh xong thì em biết là em thấy là nó thiếu một thứ rất là quan trọng. Anh có biết là gì không? Thiếu em ấy. Gần em tôi thấy bâng khuâng con tim. Mình không hiểu sao mà lại có một điều đặc biệt là hoặc là cô gái bay từ ngoài Hà Nội vào để tỏ tình, hoặc là thính cứ bay mầm. Lúc đấy thì mình cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết ngồi nghe thôi. Mà từ đằng sau anh đừng có mặc như này được không? Vì sao? Bởi vì anh mặc cái này đẹp trai quá, làm sao em chịu được. Oh.
có biết tại sao em lại chọn cái khung cảnh như thế này không? Đây là một khung cảnh biển đúng không? Ở một bãi biển. Và gần như là một quán nước ở bãi biển à? Quán cà phê. Bởi vì có một lần em biết là anh rất là thích biển. Và anh muốn nơi hẹn hò đầu tiên sẽ là ở trên bãi biển. Và em cũng rất thích biển. Vì vậy em đã chọn biển là nơi hai đứa chúng mình thích. Và em muốn buổi hẹn đầu tiên của chúng mình là ở trên biển. Và em cũng biết là anh mệnh thủy nữa. Chúng mình đều mệnh thủy, đều liên quan đến nước, và đều là biển. Và em muốn là nếu mà chúng ta có yêu nhau thì tình cảm của chúng mình sẽ dạt dào như biển. Thực ra hôm nay em có một món quà để tặng cho anh. Anh ngồi đi. Em tặng anh. Anh cảm ơn. Anh có thể mở ra xem đi. Mở luôn lúc này. Ừ. Linh, trái tim, Nam, Hà Nội, chờ anh. Anh có bảo là anh rất là thích nhậu và cô gái nào mang rượu lên tỏ tình với anh thì anh sẽ về với người đấy. Và hôm nay em muốn anh giữ lời hứa. Xong, xong. Xong rồi, toàn. Thực ra thì cái câu chuyện hôm đó nó chỉ là một câu. Không, đúng là anh rất là thích nhậu. Bởi vì là anh có thể nói là ở ngoài Hà Nội, ngoài những lúc đi làm thì anh cũng không thích một mình như em. Không thích cô đơn, anh rất sợ cô đơn. Và những cái cuộc gặp gỡ bạn bè là những cái lúc mà anh cảm thấy vui vẻ nhất. Anh thường đi nhậu với bạn bè rất nhiều. Những lúc mà anh không đi làm ấy thì có những cái tuần mà một tuần anh có thể đi nhậu 6 bữa. Thì hôm đấy thì anh lúc mà ở đấy thì anh với cả Nhậm cũng cùng ở đấy và hai đứa cùng chơi một chương trình. Thì cũng có nói vui là bởi vì anh hay đi nhậu, Nhậm nó cũng hay đùa anh. Thế là anh cũng chỉ là nói vui với chương trình là lên chương trình mà có ai mà mang một chầu nhậu lên đây mà ngồi nhậu với anh mà anh say trước thì anh sẽ về với người đó. Yeah. Anh không thích một mình, em cũng không thích một mình. Vậy thì về Hà Nội em sẽ nhậu với anh. Thực ra lần đầu tiên mình gặp nhau là nhờ Nhậm. Thì nhưng mà lần đầu tiên em biết đến anh là thông qua một bộ phim. Phim sitcom mà anh đóng là phim Chị đứng đấy chờ em đến tán. Và hôm nay anh đứng đây đợi em đến rước anh về. Anh đã được thích của em. Ăn cắp rồi, ăn cắp rồi. Trời ơi, hoài luôn á. Thực ra cái hôm lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy thì em luôn tỏ ra là vui vẻ, bình tĩnh, nhưng mà thực ra là bên trong em rất là run, em rất là rung động. Đặc biệt là mỗi khi mà anh cười. Em có nói là chàng trai mà em thích có một khuôn mặt bảo hành. Và anh chính là một người như thế. Sao nhở, em luôn cảm giác thấy được an toàn, yên tâm đến lạ lùng mỗi khi mà nhìn thấy anh cười ấy. Cảm giác được bao bọc, chở che và được bảo vệ. Và mình cảm thấy bé nhỏ trước anh. Bây giờ em muốn anh nhảy với em một chút được không? Anh sẵn sàng. Em sẽ dạy anh một vài động tác. Rồi, ok.
Bây giờ nhá, tay phải và chân phải. 1, 2. Tay trái 3, 4. Làm y hệt như vậy. Lên à? Đúng rồi, thu chân phải về. Thu về. Làm lại phía bên trái. 1, 2, 3, 4. Ok. Hai tay xoay vào đây. Đây đây đây, bên này. Đó, hai tay để trước mặt. Đây. Chuẩn bị lại thính nữa rồi. Không, như này. Chui vô, chui vô, vô, chui vô. Đoán được luôn á. Mấy này tôi rành đoán. Đó. Đoán được. Cái này là cả một cuốn bí kíp. Anh nãy giờ anh đang rất bình tĩnh. Thôi em nói đi, anh bị run mất rồi. Anh cho em mượn tay của anh được không? Nữa này. Thôi tay anh lạnh ấy. Hồi hộp quá. Thì anh đang rất hồi hộp. Thực ra thì có một lần em đã từng xem trên Facebook của anh. Anh đã từng đăng một chiếc caption. Em vô tình bước qua vườn hoa nhỏ. Anh hỏi ngỏ có phải đến vì anh. Status này nó cũng là một động lực để em vào đây thổ lộ tâm tư tình cảm của mình với anh. Và em đã có câu trả lời cho câu hỏi đấy rồi đấy. Anh có muốn nghe không? Là anh vô tình bước vào vùng biển xanh. Em thỏ thể Nam ơi, vì anh ấy. Mà anh đồng ý về với em thì chúng ta sẽ cầm hai ly cocktail này vòng tay nhau và uống. Còn nếu không thì chúng ta có thể cụng ly như những người bạn. Như anh nói lúc đầu là thực sự là khi gặp Linh thì đúng là một năng lượng của em, nguồn năng lượng của em nó rất là tích cực. Nó truyền cái lửa nhiệt huyết của em cho mọi người, cảm thấy nó rất là vui vẻ. Anh cũng giống như em, cũng có một vài điểm giống em là sợ sự cô đơn. Thích một người con gái đi snacker. Thích biển. Và anh cũng cảm thấy rất là bối rối, không biết là những lúc bình thường anh rất hay thích đùa cợt vui vẻ, nhưng mà đối với chuyện tình cảm thì anh lại rất nghiêm túc. Anh cũng rất thích là nhìn vào ánh mắt người ta. Thì em là một người tâm lý đúng không? Rồi, nhìn thẳng vào mắt anh, em thấy anh đang nghĩ gì? Em đoán xem nào. Thank you.
đoán được. Anh biết là em đến đây vì anh. Em bay một chuyến bay xa xôi từ Hà Nội vào đây để gặp anh. Và có thể là những cái lời này của anh sẽ làm cho em cảm thấy buồn, cảm thấy hụt hẫng. Nhưng mà thực sự là về chuyện tình cảm thì anh rất muốn rõ ràng. Anh không muốn tạo cho một người khác có một cái gì đấy nó hy vọng xong anh không làm được. Và thực sự là anh rất rất muốn làm bạn với cả em. Anh rất thích chơi với em bởi vì là anh cũng là một người rất là vui vẻ, rất muốn làm cho cái không khí của mọi người vui vẻ. Thực sự là anh đến với chương trình là anh tìm một sự rung động, tìm ở một người con gái đến và anh cảm thấy rung động. Và nếu như mà anh rung động vì em trước khi em tỏ tình với anh thì anh sẵn sàng như Cody và Lục Huy, anh sẽ lao ngay lên để tỏ tình em. Và kể cả ngay lúc đấy anh cảm thấy chưa đủ rung động, mà khi mà em tỏ tình với anh như này, anh cảm thấy thực sự sẵn sàng, thì anh chắc chắn sẽ ra về với em. Nhưng mà anh rất ghét phải nói ra câu này. Anh thực sự xin lỗi Linh. Để mà từ chối một người con gái nó là một cái gì rất là khó khăn. Mình rất là vui tính, mình rất thích vui đùa với mọi người. Nhưng mà đối với chuyện tình cảm thì mình là một người rất là nghiêm túc và mình luôn muốn mọi thứ rõ ràng. Mình không muốn nó mập mờ rồi là để sau này khi mà đến một cái giai đoạn nào đấy thì lại càng làm tổn thương nhau hơn. Anh cầm lấy đi. Em cũng đã nói rồi là dù anh đồng ý hay không thì chúng ta sẽ cùng uống cái ly cocktail này. Tình cảm em dành cho anh như thế nào thì chắc có lẽ là Nhậu sẽ là người biết nhiều nhất. Bởi vì đúng là em cũng chỉ biết nói với Nhậm thôi. Trước đây em không đủ can đảm để inbox hay là nhắn tin cho anh. Không biết là Nhậm có nói về tình cảm của em dành cho anh đến với anh không. Thế nhưng mà em thích anh từ rất là lâu rồi, chứ không phải là đến cái hôm mà mình gặp nhau thì em mới bắt đầu rung động. Những ngày em qua đôi mươi, tiếng nước em xa tuổi. Thực sự là anh có một quan điểm rất rõ ràng về tình yêu. Và anh muốn là hôm nay anh không thể về với em được, nhưng mà em vẫn là một cô gái lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Anh vẫn muốn nhìn thấy một Khánh Linh tươi cười như vậy, mãi năng lượng như vậy. Và hy vọng là sau khi ra về mà có dịp nào đấy mà mấy anh em đi uống cà phê với nhau thì em cũng đừng né tránh anh. Anh sợ nhất là khi mà cứ mỗi lần như này, một chương trình như này mà bạn bè anh lên rồi là anh không thể về được với người đó thì anh lại mất đi một người bạn. Anh rất sợ điều đó. Lần đầu tiên gặp thì mình cũng trong mình nó cũng định hình là nó chưa có một cái gì đó, nó là cảm xúc về tình cảm nam nữ. Khi mà Linh bay từ ngoài Hà Nội vào đây để tỏ tình mình, và Linh làm tất cả những điều đó vì mình, và mình rất là cảm kích.
Nhưng mà cái cảm xúc khi mà lần đầu gặp và khi mà lần thứ hai gặp nó vẫn không thay đổi gì về cái cảm xúc giữa nam và nữ, tức là về một cái mối quan để anh tiện em nhé. Các mùa đông khác em đã phải cô đơn một mình rồi, thì bây giờ em muốn đến đây để mang anh ấy về và em sẽ không phải cô đơn trong những mùa đông tiếp theo nữa. Linh, trái tim nam, Hà Nội, chờ anh. Em thích anh từ rất là lâu rồi. Anh thực sự xin lỗi Linh.